Kết thúc trận đấu giữa AS Roma và Salernitana, Jose Mourinho có buổi trả lời phỏng vấn nhanh với báo chí. Chúng tôi đã thi đấu mà thiếu đi sự máu lửa và khát khao trong hiệp 1. Toàn đội đã mất tập trung. Có lẽ một phần là do tất cả những thay đổi về mặt nhân sự, có lẽ đó là lỗi của tôi. Nhưng mọi chuyện cũng không hề dễ dàng. Tôi có một trận chung kết trước mắt, và cùng với đó là rất nhiều cầu thủ rất mệt mỏi. Một số thay đổi về cơ bản đã được thống nhất trước trận đấu rồi. Thưa ông, tình trạng của Paulo Dybala thế nào? Không ổn. Còn sau 10 ngày nữa thì sao? Tôi không biết nữa. Ông có lạc quan về trường hợp của cậu ấy không? Không. Trận đấu với Fiorentina tới liệu có giống như một buổi tập trước trận chung kết? Một buổi tập rất nghiêm túc. Chúng tôi sẽ đến Florence với những mục tiêu của mình. Tất nhiên sẽ có những sự thay đổi. Nhưng Roma sẽ làm mọi thứ một cách nghiêm túc. Và chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Đã có ai nói với ông rằng chính ngày này 13 năm về trước ông đã vô địch Champions League cùng Inter chưa? Ông có nghĩ rằng họ có thể đánh bại City? 13 năm trước đã là lịch sử. Còn bây giờ đã đến lúc họ viết nên trang sử mới.